Tao cảm thấy nhóm đang có vấn đề. Sợ chuyến đi chơi này về là nhóm sẽ tan rã. Thật sự nha mọi người, 10 năm trong một mối quan hệ, bất kể là tình bạn hay là tình yêu, thì người ngoài nhìn vào sẽ đều ca thán là ôi sao mà đẹp quá. Nhưng mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được là cũng sẽ có những đoạn trầm lắng trong mối quan hệ. Mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Yeah! Cho mình hỏi mọi người một câu nha. Có phải khi mà nhắc tới những cái chuyến đi du lịch với bạn bè á, đó là trong đầu bạn sẽ nghĩ những cái viễn cảnh rất là vui vẻ, như là được đi la cà với bạn bè ở những cái con hẻm xinh lung linh, được ăn ở những hàng quán nổi tiếng, và điều quan trọng là cuối ngày không cần phải về nhà, không cần phải chia tay, ai về nhà nấy, đúng không? Bản thân mình lại không cho là như vậy. Trước khi đi tiếp với video của mình thì Ký Kỳ Cục còn có phiên bản nhắm mắt. Đừng link để ở phía dưới phần mô tả. Hãy đăng ký kênh nếu mà bạn thích, và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận thông báo cho những video tiếp theo, để chúng ta không lạc nhau giữa dòng đời vội vã nhé. Okay. Trước những chuyến đi á, việc đầu tiên mình nghĩ là để coi sau chuyến đi này về tình bạn sẽ thay đổi như thế nào. Mình có một nhóm bạn chơi từ hồi cấp 2 đến bây giờ. Thì nhóm kiên quyết là sẽ tổ chức một cái chuyến đi du lịch cùng với nhau kỷ niệm 10 năm chơi chung. Và tụi mình đã quyết định là đi Vũng Tàu 3 ngày 2 đêm. Mình đoán giờ phút này biểu cảm của mọi người cũng sẽ giống với cái biểu cảm của những người lớn khi mà nghe được cái thông tin là tụi mình sẽ đi Vũng Tàu 3 ngày 2 đêm. Vũng Tàu 3 ngày 2 đêm. Có cái gì chơi ở ngoài mà đi tới 3 ngày 2 đêm. Họ phản ứng như vậy đó. Thì tụi mình sẽ là đi đâu cũng được, quan trọng là đi với nhau. Thì tụi mình đã lấy một cái lý do là đi du lịch chứ không phải là đi hành xác, nên là trong cái lịch trình 3 ngày 2 đêm đó sẽ dành ra đúng một ngày, một ngày một đêm đó chỉ để ngủ ở khách sạn thôi. Vậy mà mới vừa đặt chân tới đất Vũng Tàu á, là liền thuê xe liền nha. Ổn tiền thuê xe một ngày ghê. Chuyến đi này sẽ không có gì để kể, và cũng sẽ như bao cái chuyến đi khác nếu mà trong chuyến đi không xảy ra một cái sự việc. Hôm đó là hôm thứ hai, vào lúc 11 giờ tối, sau khi tụi mình đã chơi những cái bộ bài Uno, bài Tây đã đời với nhau, thì có một bạn trong nhóm ý kiến là bây giờ cất bộ bài vào đi. Chúng ta hãy ngồi lại với nhau. Nguyên văn bạn đã nói vậy nè. Tao cảm thấy nhóm đang có vấn đề. Sợ chuyến đi chơi này về là nhóm sẽ tan rã. Biểu cảm của mọi người lúc đó cũng không lấy làm ngạc nhiên. Thật sự là mình ngồi soạn lại cái content này thì mình mới để ý lại cái biểu cảm của từng người lúc đó. Thật sự nha mọi người, 10 năm trong một mối quan hệ, bất kể là tình bạn hay là tình yêu, thì người ngoài nhìn vào sẽ đều ca thán là ôi sao mà đẹp quá. Nhưng mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu được là cũng sẽ có những đoạn trầm lắng trong mối quan hệ. Nếu mà bạn đã theo dõi mình từ trước á, thì bạn sẽ biết được là mình là một người rất là thích và thậm chí rất là khao khát những cái cuộc trò chuyện thẳng thắn. Vì mình biết những cái cuộc trò chuyện ấy, nó chính là chìa khóa để mà giải quyết vấn đề. Giây phút người bạn ấy đề nghị một cái cuộc trò chuyện thẳng thắn, xem ai có những điểm gì không hài lòng ở các thành viên nhóm thì phải nói ra. Mọi người tưởng tượng đi, cái bầu không khí ấy nó căng thẳng, nó ngột ngạt, nó khác một trời một vực so với cái bầu không khí 15 phút trước khi mà đang chơi bài cười hô hố với nhau. Cũng sẽ có những cái biểu hiện lảng tránh nữa. Nhưng với cái sự kiên quyết của bạn đó thì cuộc trò chuyện chính thức được bắt đầu. Thật sự thì mình cũng không ngờ nữa, tại vì bình thường bạn ấy sẽ là tiếp người mà nương theo đám đông ấy.
Thế mà hôm nay bạn đó lại là người tiên phong dẫn đầu đề nghị cái điều đó luôn. Thật sự thì điều này cũng là điều mình rất là muốn. Đương nhiên nó sẽ không có dễ nói đâu. Tại vì mình cũng có vấn đề, cũng có cái điểm không hài lòng đối với nhóm. Thế là mọi người hình dung đi, trong cái gian phòng khách lúc đó sẽ có một cái bàn cao và mọi người sẽ ngồi xung quanh cái bàn cao ấy. Từng người sẽ được đưa cho cái điều khiển và cái điều khiển đó nó sẽ tượng trưng cho cái mic. Ai được cầm điều khiển thì người đó mới có quyền nói, những người khác á thì hãy im lặng lắng nghe. Người cầm mic á thì sẽ chỉ vào từng thành viên trong nhóm và nói ra điều mà người ấy khiến mình hài lòng cũng như là phật lòng. Mọi người biết là phương Đông của chúng ta thì đã quen nói những điều ngọt ngào với nhau rồi ấy. Ví dụ có những điều mà mất lòng, có những điều mà không hài lòng thì cũng sẽ chọn cách im lặng và không thể hiện ra bên ngoài. Thế mà bây giờ trong cái cuộc trò chuyện này lại phải đứng trước mặt đối phương và chỉ vào đối phương và nói là à, tôi không hài lòng với bạn vì cái điều A, B, C nào đó. Thực sự là một cái trải nghiệm nên có trong đời đúng không? Đương nhiên thì cuộc trò chuyện nó cũng sẽ không gọi là quá riêng tư, quá đụng chạm. Ý là cũng sẽ có, nhưng mà nó sẽ không tới cái mức mà không thể đem lên đây chia sẻ. Nhưng mà sẽ rất là dài nên là mình xin phép là mình chỉ miêu tả về cái cảm nhận vào trong cái khoảnh khắc đó của mình thôi nha. Cũng có những trải nghiệm, những cái cuộc trò chuyện đi sâu vào bên trong. Mình nhớ có cái trải nghiệm khi mà được yêu cầu tường thuật lại những cái sự kiện nổi bật trong cuộc đời trong vòng 2 phút á. Thì sau khi nói xong, người mình run bần bật luôn, mình bị mất tiếng luôn á. Mà đối với một người mà quen quay vlog như mình á thì cái trải nghiệm đó nó rất là lạ luôn. Mình sau khi mà mình chia sẻ xong là mình bị hụt hơi luôn. Trong suốt cái cuộc trò chuyện lúc đó là mình hầu như mình không thể cất lời được luôn á. Có lẽ là một phần vì cái khí trời Đà Lạt lúc đó, và phần nhiều á là điều mình muốn chia sẻ nó xuất phát từ từ chính những điều mình muốn nói. Và mình thấy được những cái ánh mắt dõi theo, sự muốn lắng nghe từ những người xung quanh. Quay trở lại cuộc trò chuyện bóc phốt nhóm lúc đó, mình thì thuộc lượt thứ ba. Mình không ngờ, mình cứ tưởng là chỉ có mỗi một mình là có vấn đề với nhóm. Những cái vấn đề rất là nhỏ nhặt trong cuộc sống thôi, nhưng mà dần dần nó tích tụ lại, tích tụ lại. Nhưng mà không, hầu như ai cũng có vấn đề với nhóm cả. Cái nhóm chơi gì kỳ thiệt sự. Thì có một bạn đã đứng lên và chỉ vào mặt mình. Người tôi phật lòng nhiều nhất chính là bạn Ký. Thật sự thì lúc đó thì mình cũng không lấy làm ngạc nhiên. Mình cũng im lặng vì thật chất là mình đâu có được cầm điều khiển, mình đâu có quyền nói. Và mình im lặng á là vì sâu thâm tâm mình cũng có điều không hài lòng về bạn đó. Không phải là đây là kênh của mình mà mọi người chỉ thấy được góc nhìn của mình không thôi nha. Mình sẽ cố gắng khách quan nhất có thể. Thì đương nhiên cuộc sống á, nó là những cái chuỗi sự việc có mối quan hệ liên quan nhân quả với nhau. Sự việc chồng chất sự việc. Nói ra không phải để tìm người đúng người sai. Ở đây không phải là tòa án, cũng không nên có một cái sự hơn thua ở đây làm gì. Mà nói ra là để biết cái sự việc cả hai cùng nhau trải qua đó, cảm nhận của người còn lại thì ra là như vậy. Nói ra là để tìm sự thấu hiểu. Thật sự trước chuyến đi á, mình giận bạn đó, giận tới cái mức mà thậm chí là không muốn ngồi chung một cái dãy ghế với bạn đó luôn. Nhưng mà sau chuyến đi thì mình và bạn đó đã ok lại rồi. Cuộc trò chuyện còn cho chúng ta thấy được vị trí của ta trong lòng của đối phương. Tới lượt bạn thứ hai á, thì bạn đó đã bảo là có một hành động ở Ký khiến tôi có một cái nhìn khác về ông. Lúc trước á, nhóm mình sẽ có 6 người.
Có một bạn do không chung quan điểm với nhóm á, nên đã chọn cách tách ra. Trong cái lúc đang xảy ra drama đó, mình là người trực tiếp lên tiếng, lên án cái thái độ của bạn đó đối với nhóm và đối với cuộc sống. Nói chung là đã xảy ra một cái cuộc tranh cãi. Rồi sau đó, bạn đó đã rời nhóm. Mình trong lúc tức giận, mình cũng đã rời nhóm luôn. Nhưng mà sau đó thì mình đã chủ động nhắn tin làm hòa lại với nhóm, còn bạn đó thì không. Chính cái hành động nhắn tin làm hòa lại lúc đó đã cho bạn ở lượt thứ hai thấy là à, thì ra nhóm này vẫn còn quan trọng đối với Ký. Có những sự việc á, người hành động á, nhiều khi người ta cũng không để ý tới cái hành động đó của mình đâu. Nhiều khi không phải là tôi làm điều đó vì mục đích là muốn bạn mang ơn tôi. Tôi làm vì muốn cải thiện hình ảnh của tôi trong mắt bạn nên tôi mới làm. Không phải. Có những hành động á, mình làm là vì mình muốn. Và mình làm vì cái tính cách của mình nó là như vậy. Nên chúng ta mới chọn làm. Đúng không? Tới lượt mình cầm mic. Mình là một người, ví dụ mà gắt thì mình cũng có thể rất là gắt. Nhưng mà nếu mà ngại thì mình ngại kinh khủng luôn ấy. Mình đã rất là đắn đo không biết là có nên nói ra hay không. Vì có những điều tưởng chừng rất là trẻ con, nói ra sợ bị người ta đánh giá, rồi nghĩ là nhỏ nhen. Nhưng mình đã làm công tác tư tưởng với chính bản thân và mình phải nói ra. Vì mình biết á, cơ hội để nhóm ngồi chung với nhau rồi chọn cách nói thật lòng mình á, nó không có nhiều đâu. Rồi sau này có con cái đề hồi với nhau. Ấy lộn. Bảy. Rồi sau này có con cái đề hồi. Ví dụ có thể tổ chức được những chuyến đi chơi đi, nhưng cũng sẽ không còn có thể toàn tâm toàn ý cho cái cuộc chơi đó được nữa. Nên bằng mọi giá mình phải nói ra. Mình đã nói về lần cả nhóm đi ăn ở Hồ Thị Kỷ. Lúc ấy thì có một bạn đề nghị là đi bên trái có nhiều đồ coi nè. Thì cả nhóm đồng ý đi một vòng như vậy nè. Rồi sau khi quay về cái điểm đó, mình lại đề nghị là hay là đi bên phải đi, mình đi bên trái rồi. Thì cái bạn đề nghị đi bên trái á, bạn đó nói thôi không đi đâu mệt rồi. Thế là cả nhóm không đi luôn. Rồi ở những lần đi karaoke, không biết vì lý do gì, những cái bài hát của mình hay bị, mình không nói là luôn luôn nha, chỉ là hay bị tụ lại phía sau. Chứ theo đúng thứ tự là mình phải hát trước. Mình đã nói những điều đó. Nói ra thì cũng rất là ngại chứ. Nhưng mà kiểu mình nói đúng hay sao ấy, cả nhóm chỉ gật gù lắng nghe chứ không ai giơ tay xin phép biểu phản bác cả. Và cái bầu không khí lúc này nó trở nên nhẹ hơn bao giờ hết luôn. Sau đó thì mình đi lấy hộp kem ăn. Rồi chúng mình lại ngồi xuống nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nói tới 4 giờ sáng luôn. Thành ra thì cái nhóm này nó đi du lịch hơi kỳ. Trong khi đi du lịch là phải có hình chụp đời hồi, danh lam thắm cảnh, rồi đạp chân trên bãi cát, rồi outfit quanh tá tràng lâm la, đúng không? Nhóm này chỉ ở trong khách sạn thôi. Nhưng mà mình lại cảm thấy là cái chuyến đi này nó rất là đáng luôn ấy. Không biết mấy bạn nghe thì mấy bạn cảm thấy sao? Ok, đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. Cảm ơn đã quan tâm và ngồi xem video tới tận giờ phút này. Và đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.